chưa? Hôm nay bà ít mà mẹ. Mau phụ mẹ nấu cơm đi, nằm đó hoài à. Phim đang hay quá, còn coi chút xíu nữa đi. Không được, ngồi dậy mau. Con với chả cái ăn rồi suốt ngày hết chơi tới nằm. Sao ba mày khó chịu với con quá vậy? Chứ không phải hả? Ba thì đi làm vất vả, con ở nhà rảnh không chịu phụ giúp mẹ gì hết, còn bài bồ lung tung nữa. Ba mẹ cưng con riết rồi con hư à. Biết chừng nào con mới tự lập được hả? Lâu lâu mới bài mà mẹ không cho con chơi gì hết á. Mẹ có thương con? Mẹ không có thương mình gì hết á. Ở nhà này có một thoải mái nữa. Quyết định rồi, mình sẽ bỏ nhà đi, mình sẽ tự lập, không cần mẹ lo nữa. Nè, con đang làm cái gì đó? Con sẽ ra đi, con sẽ tự lập cho mẹ thấy. Vâng, mày cũng quyết tâm rồi, con sẽ không về đâu. Thôi được rồi, ba cô dựng một cái nhà kế bên phòng thí nghiệm đó, con ra đó mà ở đi. Thiệt hả ba? May quá, con cảm ơn ba. Giờ con đi đây. Chắc là cái nhà này rồi, nhưng làm sao để vô đây ta? Chào bà, bà muốn vô ở hả? Ờ, căn nhà nói chuyện được à? Ờ, đúng rồi, mình muốn ở tự lập ở đây, bà cho mình vô đi. Ừ, được thôi. Từ nay mình sẽ ở đây. Mệt quá, mình phải ngủ một giấc đã. Đói quá, đi xuống coi mẹ nấu ăn cho ta. Ồ, mình đang ở một mình mà. Không được, phải tự kiếm ăn. Mệt quá à. Tủ lạnh gì mà không có gì ăn hết vậy? Bạn tưởng đồ ăn tự có cho bạn ấy à? Muốn ăn á thì đi mà nấu. Không thèm, mình nhịn không ăn, đi ngủ luôn. Đói bụng quá, qua xin một bữa đồ ăn mới được. Hết hạn đóng tiền điện rồi, đóng nhanh đi. Con mới ở bữa nay mà. Nhưng tới ngày định kỳ thì phải đóng thôi. Nhưng tiền đâu mà con đóng? Đóng tiền nước nữa nha. Trời ơi, sao tùm lum thứ hết vậy? Giờ có đóng không hả? Không đóng thì cắt hết. Nè, hôm nay cuối tuần rồi, mình cần được dọn dẹp. Bạn mau dọn dẹp hết nhà của mình đi. Nhưng mình đói mệt lắm, không đủ sức làm đâu. Mặc kệ, một mình mà đòi sướng như ở nhà hả? Làm mau lên. Mình chịu hết nổi rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con sai rồi. Con chịu về rồi đó hả? Mẹ ơi, con xin lỗi. Từ nay con sẽ cố gắng phụ giúp mẹ. Mẹ chỉ dạy cho con nha. Con còn nhỏ, chủ động. Bình thường là giờ này ông mặt trăng sáng trưng rồi đó. Chẳng lẽ mặt trăng có chuyện gì sao ta? Không lẽ ông mặt trăng bị bắt cóc? Không xong rồi, phải đi tìm ông mặt trăng thôi. Đi thôi. Phải nhanh thôi, trời sáng là khó tìm được ông mặt trăng lắm đó nha. Tối rồi sao ba đứa còn vào rừng? Dạ, tụi con nghĩ là ông mặt trăng đã bị bắt cóc rồi. Mặt trăng thì làm sao bị bắt cóc được? Thôi đi về đi, đi vào rừng giờ này nguy hiểm lắm à. Không được, lỡ như ông mặt trăng đang gặp nguy hiểm thì sao? Vậy thì nguy to rồi, nhất định phải đi tìm tiếp mới được. Bạn Hoa ơi, bạn có thấy ông mặt trăng đâu không? Sao tối hôm qua thì mình không thấy nữa? Tụi mình nghi ngờ là ông mặt trăng bị bắt cóc đó. Hả? Bị bắt cóc? Đúng vậy, ông mặt trăng bị mất một cách kỳ lạ, không tìm nó được. Các bạn muốn tìm ông mặt trăng thì lên trời tìm, chứ vào rừng tìm thì sao mà ra? Vậy mà mình không nghĩ ra, ngu thiệt. Cảm ơn bạn Hoa nha. Không có gì, mấy bạn đi đi.
bạn sao ơi? Thấy ông Mặt Trăng đâu không? Ông Mặt Trăng đang ngồi chơi bên đám mây bên kia kìa. Trời, hóa ra ông Mặt Trăng đang trốn ở đây nè. Cảm ơn bạn nha. Ông Mặt Trăng ơi. Ủa, mấy đứa đi đâu giờ này? Tụi con đi kiếm ông á. Kiếm ta có chuyện gì? Tụi con nhìn lên không thấy ông ở đâu hết, sợ ông bị bắt cóc. Sao ông lại cười? Hôm nay các con không thấy ta là đúng rồi. Thực ra ta không có ánh sáng. Ánh sáng mà các con nhìn thấy là ta nhờ ông mặt trời giúp đó. Ta có ba vị trí trong một năm. Một là khi trái đất của các con nằm giữa ta và ông mặt trời thì các con sẽ thấy ta hình tròn. Là những ngày mà mẹ hay bảo là rằm đúng không ông? Đúng rồi. Hai là khi ông mặt trời đối diện với trái đất của các con và ta thì ở bên cạnh các con thì lúc đó sẽ thấy ta hình lưỡi liềm. Còn hôm nay khi ta đứng giữa ông mặt trời và trái đất của các con thì các con sẽ không thể nhìn thấy ta được. Con hiểu rồi. Vì lúc đó ông mặt trời chỉ chiếu ánh sáng vào lưng ông mặt trăng thôi đúng không ạ? Đúng vậy. Nên cái mặt ta không được chiếu sáng, thành ra nó đen thui nên các con không thấy ta đó. Vậy mà tụi con nghĩ ông bị bắt cóc chứ. Về ngủ đi các con, trễ rồi đó. Dạ, tụi con về đây. Con cảm ơn ông Mặt Trăng nha. Phải để cặp để dép ngăn nắp chứ. Sao mà để lung tung vậy con? Dạ. Yeah. Hôm nay có món thịt chiên. Mẹ nấu ngon như vậy, con phải ăn thật nhiều mới được. Con thịt đúng không ạ? Hết rồi con ơi. Để chiều mẹ làm thêm. Chán quá. Thôi, con lên phòng đọc truyện đây. Con phụ mẹ dọn dẹp đã rồi hãy lên. Dọn phụ mẹ xong, trộn lát nữa mang củi vô cho ba. Xong hết việc rồi, con muốn đọc truyện bao nhiêu thì cũng được hết. Dạ. Dọn dẹp mà muốn xỉu luôn. Đốm ơi Đốm, mình qua chơi với bạn nè. Bạn tìm mình có gì không? Mình tìm bạn rủ bạn ra công viên chơi á. Mình còn phải phụ ba mẹ tùm lum thứ nữa, không đi được đâu. Chán quá vậy. Mình cũng chán vậy. Phải chi, mình được sống sướng như tiên ha. Ông là ai vậy? Ta là ông Tiên đây. Không phải là con mới gọi tên ta hả? Hả? Là ông Tiên thiệt sao? Ông Tiên đúng rồi Đốm ơi. Ông Tiên ơi, con muốn được sống như Tiên vậy đó. Được ăn thật nhiều đồ mình thích. Được làm bất cứ thứ gì muốn làm. Không phải vất vả nữa. Ta sẽ cho con mượn cây đũa thần của ta. Con muốn gì thì con sẽ đưa cây đũa thần này lên, rồi nói lên cái con muốn, con sẽ có nó. Nhưng các con phải nghĩ cho kỹ, cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu. Dạ, nhất định con phải sướng như tiên. Thôi, ta đi đây. Ê, Đốm, bạn xài thử coi. Ta muốn có nhiều chuyện tranh mới. Trời, thiệt là lợi hại quá à. Hay lắm. Hỡi cái đũa thần, ta muốn sướng như tiên. Đốm ơi, lấy củi vô cho ba. Chết rồi, quên là còn việc này nữa.
Ê đớm, nó khóa cửa luôn rồi. Chắc nó làm như vậy để mình không đi làm việc đó đó. Thôi kệ đi, ăn chơi tiếp rồi. Có xuống phụ ba đem củ vô không vậy? Đúng rồi, như vậy thì tụi mình sẽ bị nhốt trong phòng này mà. Thôi tiêu rồi. Ba mẹ ơi, cứu con với. Hai đứa tránh ra. Tụi con làm cái gì vậy hả? Con chỉ muốn một sướng như tiền thôi. Tất cả là do cái đuổi thần này. Cái gì quá thì cũng không tốt. Nếu như ai cũng như tụi con, chỉ biết nằm một chỗ hưởng thụ, thì sao mà xã hội phát triển được đây? Bây giờ thì dọn dẹp hết chỗ này cho ba. Không thì ba sẽ phạt không cho con đi đâu chơi nữa hết. Từ nay mình sẽ không bao giờ muốn sướng như tiền nữa đâu. Ông Tiền ơi, cứu con nha. Họ sẽ ra nhiều chỉ thị khác nữa. Chúng ta cần điều tra thêm bọn họ là ai thì mới đối phó được. Hay da, hay da. Chơi cái trò này vui quá à. Hay. Hay. Ngưng lại đi. Bọn ta ghét tiếng ồn. Nhưng ta thì thích. Chơi ném bóng á là thú vui của ta. Đại ca, giờ mình phải xử trí làm sao? Tại đại ca. Trái cây nha, anh ăn no rồi đi ngủ giúp em nha. À, cũng được á. Cho hai nước ép cà rốt, 3 ly bơ dầm và 5 ly cam dắt nha. Mấy bạn tốt bụng ghê á, cảm ơn mấy bạn nha. À.
Chắc bụng bự đã có một bữa ăn ngon lắm đó nha. Dễ dàng hiếp được bạn đó được, phải luôn bình tĩnh và chủ động đối phó với kẻ xấu chứ. Tao muốn ăn phô mai. Phô mai. Cho mình với. Nè, cho bù bự đó. Cho mình thêm được không? Của bạn cả nắm, rồi còn tham nữa hả? Nè, thôi cầm đi. Cảm ơn tay to nha. Đã nhiều vậy rồi, còn xin thêm. Hèn chi, mập ú à. Ồ, bánh ngon nhớ chia nha. Thì mình mang ra chia cho hai bạn mà. Gì vậy? Sao chia đều? Mình cũng không ăn hết đâu, để đem cho người khác nữa. Bạn đừng có xạo nha, bạn giữ ăn một mình thì có. Không tin thì thôi, mình về đây. Ơ, về là về vậy hả? Bạn có thấy bụng bự có gì kỳ lắm không? Ừ, hay là đi theo thử đi. Ủa, hướng đó đâu có gì nhà bụng bự đâu. Ừ, nhà bụng bự đi thẳng mà. Chết rồi, bạn ấy tính lấy đồ ăn của bạn chuột luôn đó. Chạy ra ngăn bạn ấy lại thôi. Bụng bự, dừng ngay. Bụng bự, bạn không được làm như vậy. Ủa, chuyện gì vậy? Bạn chuột có tí xíu mà bạn cũng bắt nạt được nữa hả? Có nửa chai táo thôi đó. Hết dành ăn với tụi này. Dạ, đi dành ăn, cái chuột ốm yếu luôn hả? Cái gì? Dành ăn á hả? Chứ còn gì nữa, bạn lúc nào cũng dành phần hơn để bạn được ăn nhiều hơn người khác chứ gì. Bạn đừng có nói sai, mình không có như vậy. Ờ hả, chứ không phải bạn đã chuẩn bị cướp đồ ăn của chuột hả? Nhiều đó có cướp cũng đâu có no đâu. Chứ bạn trẻ giỏi giả đến chuột để làm gì? Anh lại cho em đồ ăn đó. Hả? Cho em đồ ăn. Mẹ em đi xa thăm ngoại, nói sáng đi chiều về, nhưng vì bên đó có bão, mẹ chưa kịp về, thành ra em bị đói bụng 2 ngày nay rồi. Hôm trước trời mưa, mình đang đi mua đồ giúp mẹ, thấy chuột con đang ngồi dưới tàn lá trú mưa, hỏi sao thì kể vậy đó, nên mình quyết định mang đồ ăn cho chuột. Vậy sao bạn không báo cho mọi người giúp? Mình nói rồi, là mình đưa thức ăn cho người khác mà mấy bạn đâu có tin đâu. Mình xin lỗi. Anh chị đừng có trách anh bụng bự nữa. Mẹ em cũng nói chiều nay về rồi. Cảm ơn anh bụng bự đã giúp em. Mang về ăn với mẹ nha. Đây nè, em mang về đi. Cảm ơn anh chị. Xin lỗi bụng bự nha, mình bất cẩn quá. Mình cũng vậy. Xin lỗi bạn nha. Không sao đâu, nhưng lần sau á, nhớ đừng đánh giá người khác chỉ qua hành động của họ, mà phải tìm hiểu rõ trước nha. Ừ, nhớ rồi. Mai sao bé mới nên
lẽ lại là ma sao? Cho gì, cho gì? À, con muỗi. À, bắt được rồi, đồ phá hoại. À, ta chưa đủ khổ rồi, sao ngươi còn đập ta? Không đập ngươi, ngươi đi truyền nhiễm hả? Sao mà ta truyền nhiễm được kia chứ? Thì chích người hút máu, chứ còn sao? Ngươi bị điên à? Ta là muỗi đực, đâu có hút máu được đâu. Hả? Có vụ này nữa hả? Ta chỉ bị lạc chỗ đây thôi, chứ ta hút vợ cây trong khu rừng vui vẻ. Nhưng ngươi sẽ lấy vợ, rồi sẽ sinh con, đi truyền nhiễm mà. Ta ốm yếu như vậy, không còn muỗi cái nào muốn lấy ta hết. Ngươi bị bệnh hả? Không, vì muỗi đực với ta chỉ sống được quá lắm 15 ngày thôi. Hết ngày mai nữa là ta sẽ chết. Thôi, đừng có buồn nữa. Ngươi lấy vợ mắc công sinh con, rồi lại truyền nhiễm, không có tốt đâu nha. Ta đâu có cần lấy vợ, ta chỉ muốn trước khi chết có thể làm được một việc tốt, để vớt vát được tiếng tăm cho loài muỗi ta thôi. Hả? Là ngươi muốn làm điều tốt hả? Ừ, làm một điều tốt trước khi chết. Đơn giản, mai ta sẽ giúp ngươi. Ừ, thật hả? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào rừng xanh, nếu có lâm tặc vào chặt cây thì ngươi sẽ tấn công để đuổi họ về. Chà, nghe ngu đó, nhưng ta liệu có làm được không? Nếu đó là một việc làm cuối cùng của ngươi thì ta chắc chắn ngươi sẽ làm được. Thôi, hôm nay cưa một cây đủ rồi, hôm qua cưa nhiều quá sẽ bị phát hiện luôn. Đến rồi kìa, ngươi chuẩn bị chưa? Dừng ngay tên lâm tặc kia. Mũi đầu cho bất mình kia. Ta nói ngươi đó, đừng phá hoại. Hả? Con mũi nhép, ngươi tính làm gì ta? Chết ta chắc. Được, ta sẽ cho ngươi biết. Cuối cùng ta cũng đã làm được. Ước gì có thêm thời gian để làm thật nhiều việc tốt. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Ta đi đây. Ta sẽ làm như ngươi nói, làm việc tốt khi còn có thể. Cảm ơn ngươi. Hiện đại nhất, không những có thể khống chế kẻ xấu trong nháy mắt, mà còn có thể đoán trước ai sắp phạm tội để ngăn chặn kịp thời nữa đó. Phát hiện có kẻ xấu. À, bị phát hiện rồi, dù là thượng sách. Ý trời đất ơi, mau bắt hắn lại đi. Ai? Bò vàng có bị sao không? Tên này nguy hiểm quá. Ai ba?
con robot này rắc rối rồi đây. Công nhận robot mới của ba đốm dữ thiệt á. Ấy, nhìn kìa, vừa nói là tới luôn rồi. Robot đang đi tuần tra kìa. Mở chạy ra xem sao. Ê, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Cái tên kia, mau dừng lại. Không dừng thì các ngươi làm gì ta? Tên robot này đã tống đại ca ta vào tù. Hôm nay ta phải trả thù. Tên kia, giờ ta làm cách. Còn có ta ở đây, đừng học hai cách này dọn. Robot à? Bạn có sao không? Thôi không sao, các bạn mau chạy đi, tên này nguy hiểm lắm. Không được, chúng ta phải cùng nhau chống lại hắn. Đúng đó, vì mạnh đến đâu á, cũng cần những người bạn giúp sức. Cùng xong lên nào mọi người. Trời ơi, đông quá biết bắn ai trước đây. Mục tiêu bị rơi chi, cơ hội đây rồi. Tới đâu không ai có thể thành công một mình được cả. Đúng rồi đó. Đâu hả? Dạ, con có hẹn với tên to qua nhà bụng bự chơi đó mẹ. Vậy hả? À, mà nè, sao con không ăn hết trái cây đi rồi hãy đi? Con ăn không hết đâu, con ngán rồi. Mày bỏ giùm con đi. Ờ, nhưng... Nào con, ăn nhiều vô chút đi con. À, tới giờ phim hoạt hình rồi, con đi coi đây. Không được, con phải ăn cho xong rồi thì muốn làm gì thì làm. Dạ... Tập phim hay như vậy mà bị mất khúc đầu. Ba mà không bắt mình ăn hết cơm là mình coi được rồi. Mà sao ba mẹ là cứ bắt mình ăn hết rồi ăn vậy? Ăn không hết thì bỏ thôi, lo gì. Thôi, buồn ngủ á. Tính sao vậy? Có chuyện gì vậy? Động đất sao? Đốm, con ở đâu? Mau trả lời ba mẹ đi Đốm ơi. Ba mẹ ơi, cứu con. Được rồi, mình phải cố gắng ra ngoài thôi. Ba mẹ ơi, ba mẹ đang ở đâu vậy? Ba mẹ đang ở trên đây nè, cứu ba mẹ với Đốm ơi. Ba mẹ có sao không? Tại sao nhà mình lại thành ra như vậy vậy? Ông là ai? Ta là thần nông đây. Ta chính là người đã tạo ra rau củ cây trái cho các người ăn đó. Hả? Thần nông? Chính nông đã gây ra những chuyện này sao? Chính là ta. Ta mang cho các ngươi biết bao nhiêu đồ ăn thức uống, ngươi lại phung phí
ăn thì bỏ thừa, bỏ hết đồ ăn ta tạo ra, ta rất là phẫn nộ. Thằng Nông ơi, con biết lỗi rồi, nhưng mà ba mẹ con không có bỏ đồ ăn. Ông tha cho ba mẹ con đi. Bây giờ ta tha cho ba mẹ ngươi cũng được, ngươi phải làm xong một việc. Dạ, việc gì vậy thần Nông? Con sẽ cố gắng làm được mà. Ngươi có biết trong cái giếng này là gì không? Dạ, dạ không, nhưng nó kinh khủng quá. Đó là đồ ăn mà bao nhiêu lâu nay ngươi đã bỏ đi đó. Bây giờ ngươi ăn hết nó thì ta sẽ tha cho cả nhà ngươi. Đúng à, thì ra đây là đồ ăn mình đã bỏ, phải kêu mình ăn hết thì không phải như vậy rồi. Nhiều lời, con muốn cứu ba mẹ ngươi không thì bảo. Con biết rồi, con sẽ ăn mà. Chỉ là giấc mơ thôi sao? Ba mẹ ơi, từ nay con sẽ không ăn bỏ thừa nữa đâu. Tới nè. Nói nhỏ thôi. Giờ kiểm tra đã hết, các em mau nộp bài đi. Hả? Còn chút xíu nữa mới xong mà. Sao hết giờ sớm quá vậy? Đớp, bụng bự, bỏ viết xuống. Hết thời gian làm bài rồi. Lần kiểm tra này cũng như lần trước nha, ai dưới 5 điểm thì cô sẽ mời phụ huynh đó. Biết rồi, chúng ta phải sửa lại bài kiểm tra đó, vì một tương lai tươi sáng, không bị mời phụ huynh. Đừng nói lớn quá, mau đưa mình cái súng bắn dây nè. Được rồi, mình lên trước, bạn bắn sau nha. Hả? Ai đó? Tôi chết rồi, bị phát hiện rồi. Mau trốn đi bụng mử, trốn đi. Bình thường nha, mọi chuyện trong trời cho bạn á. Sách bài của mình với bộ bự đâu rồi ta? Lấy luôn. Bài này mà cô chấm chắc 2 điểm. Sửa lại thôi. Thôi chết, bác bài sắp tới rồi. Xin lỗi bộ bự nha, mình cũng sửa bài cho bạn rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra. Đớm, 9 điểm. Đớm, đập tay cái coi. Bụng bự, 3 điểm. Hả? À. Bụng bự, cái này là của em đúng không? Tối qua em là người lẻn vào trường làm chuyện mờ ám gì đúng không hả? Bụng bự, điểm thấp còn bài trò nữa hả? Cô sẽ báo với hiệu trưởng đuổi học em. Tại... Đớm nè, cậu tính đi bụng bự chịu lỗi một mình như vậy sao? Sao lại không? Hai người cùng chịu tội thì tội cũng có ít hơn đâu. Cứ im lặng mà lấy 9 điểm về khoe mẹ thôi. Ngươi là đồ xấu xa, ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình. Thôi đi, lúc nào cũng nghe lời nhà ngươi thì chỉ có chết. Ồn ào quá, im lặng đi. Thưa cô, chính em là người tối qua đã lẻn vào sửa bài kiểm tra. Nhưng
không kịp sửa bài cho bụng bự. Thật không ngờ, cả hai em lại làm chuyện gian dối trong học tập như vậy. Cô chắc chắn sẽ phạt nặng hai đứa. Nhưng trong chuyện này, Đốm cũng là người dũng cảm. Khi dám thừa nhận lỗi lầm của mình, thay vì đuổi học, cô sẽ cho hai con một cơ hội nữa. Dạ, em xin hứa là lần sau sẽ là đôi bạn cùng tiếng với bụng bự, chứ không phải là cùng làm tội phạm nữa. Nhớ đó nha. Vàng bông rừng bông lê cho bằng bông lụ rừng là đồ. À, tới giờ đi chơi rồi. Khoan đã Đốm, con đã dọn cỏ ở sân chưa? Mẹ mới ra giường thấy cỏ mọc nhiều rồi đó. Dạ. Là chưa dọn nữa chứ gì. Con chỉ biết ham chơi không à, không có biết phụ mẹ chuyện gì hết. Con còn thua mấy bông hoa mẹ mới hái nữa đó. Hoa vừa làm đẹp căn phòng, vừa ngoan ngoãn, không làm mẹ nhức đầu mệt mỏi giống như con. Ra giường dọn dẹp cho mẹ rồi mới được đi chơi nghe chưa? Dạ. Mẹ không thương mình gì cả. Mình còn thua những đóa hoa trong vườn. Mà mình thì hình như cũng chẳng làm được việc gì cho mẹ hết. Đốm sao vậy? Lại bị mẹ mắng hả? Mẹ mắng là vì muốn tốt cho Đốm thôi. Hả? Tại sao ta không trở thành bông hoa ha? Là bông hoa sẽ rất là sướng. Không phải đâu, bọn mình cũng rất vất vả đó. Ha ha, vậy là mình đã trở thành bông hoa rồi. Từ nay mình chẳng cần làm gì mà vẫn được mẹ yêu. Chào các bạn hoa nha. Nhột quá, các bạn làm gì mình vậy? Tránh xa mình ra đây. Bọn mình đang hút mật đó. Loài hoa của các cậu là để làm đẹp cho khu vườn và cung cấp mật cho bọn tớ mà. Nào anh em, làm nhiệm vụ. Nhưng mà nè, nhột quá à, chính xa ra đây. Nhột không? Bẩn hết cả người rồi. Đếm thấy không, làm hoa cũng chẳng có sướng gì đâu. Thật ra thì cũng giống như chúng ta được massage miễn phí thôi mà. Sướng chán luôn. Nóng gì mà nóng gì trời. Nóng quá à. Chịu hết nổi rồi. Nói như vậy thì chúng ta sẽ chết mất. Còn thấy chưa, ngày nào bọn mình cũng phải đứng đây và chịu cái nắng như vậy hết đó. Bà có thấy sướng nữa không? Mình hiểu rồi. Mình xin lỗi. Mình té không? Có ai cứu mình đâu? Bám lấy mình nha, cố lên. Cứu với, cứu. Đốm ơi Đốm, nhổ cỏ xong chưa con? Cảm ơn bạn đã cho mình bài học. Đúng là không có ai là sướng cả. Ai cũng phải cố gắng để làm việc và vượt qua khó khăn. Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông, la la la. Thank you.
Hôm nay chúng ta sẽ có một bài tập về nhà rất là đặc biệt. Các em sẽ về nhà khắc một cục đá thành bất cứ hình nào mà các em thích rồi mang lên lớp. Cô sẽ chấm điểm cho nha. Thú vị thật. Mình sẽ khắc chiếc máy bay. Thích quá đi. Mình thích khắc tượng lâu lắm rồi nè. Vậy lát nữa học xong á, tụi mình cùng nhau đi kiếm đá nha. Chơi luôn. Cục đá này sẽ rất hợp với chiếc máy bay của mình đây. Mình sẽ lấy nó. Mình cũng tìm được đá rồi nè. Tay to tìm được cục đá chưa? Có hai cục đá này nè. Không biết làm thế nào thì sẽ đẹp hơn ha. Hay là mang cả hai về đi. Cái này làm ra đẹp hơn. Thì Dũng. Được đó. Vậy mình sẽ mang cả hai về luôn. Mình nên chọn cái nào vậy ta? Thôi chọn đại đá nâu đi. Hy vọng đá nâu sẽ đẹp. Có chuyện gì vậy? Đau quá đi. Thôi chết. Mình xin lỗi bạn nha. Mình không biết. Mình chỉ muốn khắc bạn thành mô hình đẹp thôi. Mình cũng muốn đẹp lắm. Nhưng bạn làm đau quá. Mình không chịu nổi nữa rồi. Nhưng bạn không chịu làm thì ngày mai mình không nộp cho cô được. Mình sẽ bị trừ điểm đó. Mặc kệ bạn. Đau lắm. Mình sẽ không để cho bạn làm tiếp đâu. Thôi không xong rồi. Như vậy mình sẽ không có bài nộp cô mất. Nè bạn tay cô ơi. Hay là bạn khắc mình đi. Nhưng mình khắc bạn thì bạn sẽ đau đó. Không sao đâu. Mình chịu được mà. Bạn làm nhanh lên. Còn đi ngủ. Sáng mai đi học sớm rồi đó. Ừ. Vậy mình khắc bạn nha. Bạn có sao không? Mình chịu được. Bạn làm đi. Thật không ngờ là mình làm được 10 điểm luôn. Đá đen ơi, tất cả là nhờ sự quyết tâm không bỏ cuộc của bạn đó. Nhờ bạn mà bây giờ mình không còn phải là một cục đá xấu xí trong rừng nữa rồi. Vì công sức cố gắng của bạn, mình sẽ đặt bạn ở đây luôn. Thiệt hả? Nè, anh đá đen ơi. Chào anh đá nâu. Qua giờ anh trốn đâu mất tiêu vậy? Tôi ở với tổ thôi. Mà nè, cũng là đá với nhau. Anh thì được ở trên cao, được chăm sóc. Tôi thì ở dưới đây, phải nhìn anh như vậy nè. Là do anh chọn tôi mà. Ban đầu, tay tôi chọn anh. Nhưng anh vì đau mà không chịu được, bỏ đi chỗ khác. Cho nên tôi mới có cơ hội giúp tay to đó. Thì ra là vậy á. Tôi và anh đều chỉ là những cục đá ở gian đường, được tay to nhặt về thôi. Tay to có ý tốt, muốn chúng ta được đẹp hơn. Tôi thiệt là ngốc mà. Mình không thể ngồi không như vậy được nữa. Phải đi tìm ông thần mưa thôi. Nhưng mà biết ai đi tìm bây giờ? Thì đương nhiên là mình rồi. Trong nhóm này á là mình khỏe nhất chứ gì nữa. Phải mạnh mẽ như vậy mới vượt khó mà tìm được ông thần mưa. Ý bạn nói là mình yếu hơn bạn hả? Chứ không phải hả. Chấp nhận sự thật đi. Ừ, bụng bự đã xung phong rồi. Thì tụi mình sẽ ở lại đây đợi bụng bự về nha. Được rồi, mình đi đây. Để xem có tìm ra ông thần mưa không thì biết. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa. Ông đang ở đâu vậy ông? Dạ.
Đau quá à, mệt quá à. Tìm hoài mà ông thần mưa vẫn đâu mất tiêu à. Ủa bụng bự, bạn đã tìm được ông thần mưa chưa? Mình tìm không có được. Bạn tưởng bạn có sức khỏe thì sẽ làm được sao? Để mà tìm được ông thần mưa thì phải cần một người thông minh, nhanh nhẹn như mình đây. Mày nói vậy á thì mai đi tìm đi, thách bạn tìm ra. Được thôi, ngày mai sẽ tới mình. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa. À, hay là mình hỏi xung quanh đây thử coi. Bông hoa, có gặp thần mưa không? Ông thần cây ơi, ông có gặp thần mưa không ông? Thật đáng sợ, trong rừng thật là nguy hiểm. Đó, mình nói rồi mà bạn đâu có tin đâu. Ít nhất là mình vẫn thông minh hơn bạn ha. Tới giờ mà bạn còn nói như vậy nữa hả? Thôi thôi, dừng lại đi, hai bạn cãi nhau hoài à. Anh chị ơi. Chuột hả? Sao giờ này em lại ở đây? Em đang đi tìm đồ ăn gì cho mẹ thì nghe mấy anh chị cãi nhau nên em ra đây. Anh chị để em đi tìm thần mưa cho. Hả? Em đi tìm? Dạ, mặc dù em yếu ớt nhưng cho em giúp sức với. Em chỉ muốn trời mau có mưa, mùa màng có lại thì mẹ em mới có đồ để ăn. Mẹ em đang bị bệnh mà không có gì để ăn ở nhà hết. Trời, thần mưa kìa. Ông thần mưa ơi, ông ở đâu mà hai ngày nay tụi con đi tìm ông không thấy đâu hết á? Ta đã biết, nhưng ta không xuất hiện. Bởi vì các con đi tìm ta chỉ vì ghen tị, ganh đua nhau. Còn chuột, con tuy yếu ớt nhưng biết nghĩ cho mẹ, cho người khác. Ta đã cảm nhận được tấm lòng của chuột nên đã xuất hiện. Thì ra là vậy, hai bạn có thấy mình sai chưa hả? Mình biết mình sai rồi, xin lỗi đớm. Mình không nên khoác lác với bạn như vậy. Mình cũng xin lỗi bạn nhiều lắm nha. Thôi, dù sao thì thần mưa cũng xuất hiện rồi. Mọi người hãy vui lên đi nào. Có mưa rồi. Bé ngoan bé biết vâng lời, mẹ cha thầy cô dạy bảo. Bé ngoan học hành chăm chỉ, lớn lên giúp ích cho đời. Bé ngoan yêu mến bạn bè, giúp nhau học hành khắp giỏi. Mai sau vậy mau, con với chả cái ăn rồi suốt ngày hết chơi tới nằm. Sao ba lại khó chịu với con quá vậy? Chứ không phải hả? Ba thì đi làm vất vả, con ở nhà rảnh không chịu phụ giúp mẹ gì hết, còn bài bù lung tung nữa. Ba mẹ cưng con riết rồi con hư à? Biết chừng nào con mới tự lập được hả? Lâu lâu mới hết bài mà mẹ không cho con chơi gì hết á, mẹ có thương con? Mẹ không có thương mình gì hết á. Ở nhà này có một thoải mái nữa. Quyết định rồi, mình sẽ bỏ nhà đi. Mình sẽ tự lập, không cần mẹ lo nữa. Nè, con đang làm cái gì đó? Con sẽ ra đi, con sẽ tự lập cho mẹ thấy. Lần này con quyết tâm rồi, con sẽ không về đâu. Thôi được rồi, ba cô dựng một cái nhà kế bên phòng thí nghiệm đó, con ra đó mà ở đi. Thì hả ba? May quá, con cảm ơn ba. Giờ con đi đây. Chắc là cái nhà này rồi, nhưng làm sao để vô đây ta? Chào bà, bà muốn vô ở hả? Ờ, căn nhà nói chuyện được à? Ờ, đúng rồi, mình muốn ở tự lập ở đây. Bà cho mình vô đi. Ừ, được thôi.
Từ nay mình sẽ ở đây. Mệt quá, mình phải ngủ một giấc đã. Đói quá, đi xuống coi mẹ nấu ăn cho ta. Ồ, mình đang ở một mình mà. Không được, phải tự kiếm ăn. Bực quá à. Tủ lạnh gì mà không có gì ăn hết vậy? Bạn tưởng đồ ăn tự có cho bạn ấy à? Muốn ăn á thì đi mà nấu. Không thèm, mình nhịn không ăn, đi ngủ luôn. Đói bụng quá, qua xem một bữa đồ ăn mới được. Hết hạn đóng tiền điện rồi, đóng nhanh đi. Con mới ở bữa nay mà. Nhưng tới ngày định kỳ thì phải đóng thôi. Nhưng tiền đâu mà con đóng? Đóng tiền nước nữa nha. Trời ơi, sao tùm lum thứ hết vậy? Giờ có đóng không hả? Không đóng thì cắt hết. Nè, hôm nay cuối tuần rồi, mình cần được dọn dẹp. Bạn mau dọn dẹp hết nhà của mình đi. Nhưng mình đói mệt lắm, không đủ sức làm đâu. Mặc kệ, một mình mà đòi sướng như ở nhà hả? Làm mau lên. Mình chịu hết nổi rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con sai rồi. Con chịu về rồi đó hả? Mẹ ơi, con xin lỗi. Từ nay con sẽ cố gắng phụ giúp mẹ. Mẹ chỉ dạy cho con nha. Con còn nhỏ, chủ động.